Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách mời cùng toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ hôm nay. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự ra đời của các loại thuốc men máy móc hỗ trợ, nên càng ngày càng có nhiều phương pháp chữa bệnh tân tiến hiện đại. Riêng ở Việt Nam có một phương pháp đặc sắc không giống bất cứ phương pháp nào trên thế giới, do cố lương y Huỳnh Thị Lịch sáng tạo ra. Phương pháp ấy mang tên thập chỉ đạo. Đây là phương pháp đặc sắc trong lĩnh vực bấm huyệt nói chung và xứng đáng là nét riêng cho lĩnh vực chữa bệnh không dùng thuốc ở Việt Nam. Thuở sinh thời, lương y Huỳnh Thị Lịch chỉ với đôi bàn tay mà mấy chục năm đã chữa lành cho biết bao người. Khi lương y Huỳnh Thị Lịch mất năm 2007 do nhiều lý do, các phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo chưa được phổ biến rộng rãi. Nếu cứ để tình trạng không có người thừa kế phát huy thì chỉ ít năm nữa phương pháp này sẽ lùi vào quên lãng. Nhằm mục đích phát triển và phổ cập rộng rãi phương pháp, góp phần vào việc phục vụ cho người bệnh cũng như đóng góp cho nền y học bổ sung, y học dự phòng, từng bước có thể cống hiến cho người Việt Nam và cả bạn bè năm châu trên thế giới. Bộ môn thập chỉ liên tâm và Viện Nghiên cứu ứng dụng thập chỉ liên tâm được sự cho phép của Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học OIA, đổi tên Viện Năng lượng Cảm xạ, được thành lập tháng 8 năm 2012, nay đổi tên và chuyển chức năng thành Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm với vai trò nghiên cứu kết hợp hai phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch và phương pháp chườm đá nóng lạnh để giải quyết vấn đề bệnh tật triệt để hơn. Và sau đây chúng tôi sẽ xin giới thiệu quyết định thành lập và ra mắt đề tài nghiên cứu khoa học của Viện. Quyết định đổi tên thành Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm đã được Liên hiệp Khoa học OIA ký tháng 4 năm 2016, và đây chính là lý do của buổi lễ ra mắt Viện Nghiên cứu ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm của Liên hiệp Khoa học Công nghệ Kỹ thuật và ứng dụng OIA ngày hôm nay. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học OIA, xin trân trọng giới thiệu quý khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu, khách mời có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Đến dự buổi ngày hôm nay có bác Vũ Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Danh dự Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Danh dự Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã đến dự và tặng lãng hoa chúc mừng hội nghị. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác Lê Bá Cải, là một vị tiền bối cách mạng, trưởng ban liên lạc những cán bộ trực tiếp phục vụ Bác Hồ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Văn Thái, trợ lý của bác Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Hội Cộng đồng, vì công tác bận hôm nay đã ủy quyền cho bác Đinh Văn Thái gửi lãng hoa đến chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác Lê Công Phục, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bác Phạm Quý Tị, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thiếu tướng Trần Văn Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thiếu tướng Trần Văn Nhuận, Tổng cục 3 Bộ Công an, bác Mai Hiên, được sự ủy nhiệm của bác Lê Khả Phiêu. Bác Mai Hiên là nguyên là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội, được ủy quyền của bác Lê Khả Phiêu cũng đến tặng lãng hoa chúc mừng hội nghị. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 16 Bộ Quốc phòng. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngưng, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Ngô Tiến Quý, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Viết, Chủ tịch Cộng đồng Họ Vũ Võ Đất Việt, và các vị trong ban thường vụ Cộng đồng Họ Vũ Võ Đất Việt. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đại tá Trần Văn Ba, Cục Phòng chống tham nhũng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Liên hiệp Hội Trung ương, giáo sư Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Tiến sĩ Ngô Hùng, nguyên trưởng ban Khoa học Công nghệ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị giáo sư Trường Đại học Kiến trúc, Tiến sĩ Lê Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc, thầy giáo Đinh Trọng Bằng, tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Doãn Đức. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện thủ trưởng các trường, các viện, trung tâm và các đơn vị trực thuộc UIA, hội đồng khoa học xét duyệt đề tài khoa học. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Bằng, nguyên viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Bộ Y tế. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm, nguyên trưởng ban tổng hợp Bệnh viện Việt Đức. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Ngô Quang Lực, nguyên trưởng ban huyết học Bệnh viện Việt Đức. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Ngọc, trưởng khoa Bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, vụ y học cổ truyền Bộ Y tế, trưởng khoa thuộc Trường Đại học Y học Tuệ Tĩnh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ y khoa Nguyễn Hải Văn, trưởng khoa tế bào Bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Thế Hùng, giám đốc Bệnh viện Tràng An Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Dương, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Người mù trẻ Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam gửi lãng hoa chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Xuân Tư, Chủ tịch Hiệp hội Lao động sáng tạo Việt Nam có gửi lãng hoa chúc mừng. Đặc biệt chúng tôi cũng xin giới thiệu giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng có mặt trong buổi ngày hôm nay. Ngoài ra còn có nhiều các quý vị, các nhà khoa học, những người quan tâm tới sức khỏe cộng đồng, những người quan tâm tới những giá trị nhân văn cũng như những giá trị về khoa học truyền thống, và toàn thể các quý vị thuộc các liên hiệp khoa học và những khách mời của liên hiệp khoa học cũng như của Viện Nghiên cứu Ứng dụng 40 thập chỉ liên tâm. Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành và an lạc thân tâm. Cũng trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh được thông báo Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ liên tâm triển khai dự án khoa học đề tài Ứng dụng phương pháp bấm huyệt thập chỉ liên tâm kết hợp với trường đá nóng lạnh để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.
thapchiliantan.vn.